chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Xin chào các anh em nhé. Quá trình mà để thiết kế cho một hồ cá koi nó đạt đúng tiêu chuẩn á, và sau này hồ hoàn thành đó, đảm bảo vấn đề được là yếu tố là cá khỏe nước trong, thì nó bao gồm rất nhiều cái vấn đề và yếu tố thi công để cấu thành được như thế anh em ạ. Thì hôm nay trong video này là mình sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế mình thi công nhiều cái hồ cho khách hàng của anh mình, cộng thêm là một số cái kinh nghiệm của một số đàn anh đi trước, anh em ngồi cà phê cà pháo rồi tâm sự với nhau, trao đổi kiến thức với nhau á, thì mình sẽ note lại hết trong cái video này để cho anh em có thêm tài liệu thông tin tham khảo về sau mà có muốn thiết kế thi công cho các hộ một cá koi để làm đẹp với sân vườn nhà mình, thì cũng có thêm tài liệu để tham khảo. Nếu anh em mà cảm thấy thích video này và cảm thấy video này hữu ích á, thì anh em nhớ cho mình xin một like và một subscribe nha, để mình có thêm động lực để mình làm thêm nhiều video chia sẻ hơn nữa cho các anh em về các vấn đề xoay quanh sân vườn và hồ cá koi anh em nhé. Nào còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng bắt tay vào câu chuyện là review những cái vấn đề xoay quanh câu chuyện là để thiết kế thi công hồ cá koi anh em nhé. Bước vào cái yếu tố đầu tiên mà mình cần lưu ý trong quá trình là xây dựng hồ cá koi, yếu tố ở đây đó chính là yếu tố xây dựng, là anh em nên chú tâm vào vấn đề là lựa chọn vật tư để xây dựng. Thì anh em hãy luôn luôn là lựa chọn gạch thể để xây dựng hồ cá koi cho các anh em. Anh em đừng nên lựa chọn gạch ống nha, tại vì trong gạch ống nó có lỗ, thì khi mà nước nó vận hành trong hồ và thời gian lâu dài thì nó sẽ xuyên qua và thẩm thấu qua những cái lỗ đó, thì cái hiện tượng mà thấm của hồ cá koi là cực kỳ ác nha các anh em. Thì các khách hàng của mình lúc trước mà thường mà xây gạch ống hầu như là dễ bị thấm, và hiện tượng thấm là diễn ra rất là mạnh luôn, và về sau là phải cải thiện lại. Một là phải phun epoxy, thứ hai là phải cải thiện làm lại hồ, thì rất là cực nha các anh em. Thành ở giai đoạn đầu tiên mà lựa chọn vật tư xây dựng thì anh em hãy quyết định là nên lựa chọn gạch thể. Và thứ hai là vấn đề về kết cấu xây dựng, thì hãy chú tâm tới vấn đề là thể tích của hồ và khi hoàn thiện. Thì đối với những cái hồ mà dưới 10 khối thì anh em nên xây tường gạch thể là tường 10, xong tô trát vữa chống thấm đầy đủ, như vậy sẽ hợp lý. Còn đối những cái hồ cá koi mà trên 10 khối các anh em, thì mình khuyến khích anh em nên là xây tường 200 là hai lớp gạch thể. Còn nếu mà ở những vùng đất mà dễ bị sụt lún kiểu đất bồi đất mượn đất ở gần các khu mà kiểu như là được bồi đắp lên thì mình khuyên anh em là nên dàn sắt cốt pha đổ bê tông luôn, và như vậy thì đảm bảo cái kết cấu của hồ. Tại vì một cái hồ cá koi thì mình chơi rất lâu anh em ạ, 5-10 năm, chứ không phải là riêng gì một vài tháng hay một vài năm gì đó. Thành ra là phải đảm bảo vấn đề là phần bền vững, thì cá bơi trong hồ thì mới thoải mái, và sau đó mới chú tâm tới các vấn đề khác. Nhưng các anh em, rồi tiếp theo yếu tố ở đây là mình nói tiếp là yếu tố về lòng hồ. Thì một số anh em thì hỏi mình là lòng hồ nếu mà không có xây gạch thì lòng hồ là chơi bằng bạt cao su được hay không, hay là phải xây và đổ bê tông. Thì theo mình thì mình nãy mới nói một cái hồ mà anh em xác định chơi lâu dài mà để đảm bảo được cái yếu tố mà cho hồ nó vận hành tốt cũng như là kết cấu nó bền vững sau này thì mình khuyên anh em là nên xây cái này đầu tư lúc đầu, xây luôn lúc đầu đấy, thành về sau anh em mà có nâng cấp là hệ lọc hay là anh em muốn thả thêm cá nhiều hơn thì anh em cũng tự tin hơn. Chứ mà nếu mà hồ là bằng bạt cao su hay các kiểu thì về sau các ảnh hưởng cái yếu tố bên ngoài thì làm cho bạt nó có vấn đề bị thủng hay là bị gì đó thì nó sẽ bị rút nước, và khi đó là sửa là fit nó lại nó rất là cực anh em nên anh em cần lưu ý nha.
sâu của hồ. Thì nếu mà chiều sâu lý tưởng của hồ cá koi á, theo mình thi công á, thì nó rơi vào là từ 60 cho tới 2 mét nha các anh em. Nó rơi vào cái khoảng không gian cỡ đó, tùy thuộc vào cái sở thích của anh em muốn độ sâu, nó sâu nhiều ít. Hai á, là loại cá anh em muốn nuôi, ví dụ như các dòng mà cá F1 hay là cá Việt Nam á, thì nuôi nông tí xíu vẫn được. Còn đối với những dòng mà cá như là cá Nhật á, thì kích thước ngày qua ngày, tháng qua tháng thì nó sẽ to ra theo thời gian, và các con có thể nó đạt tới gần 60-80, thậm chí là có thể to hơn nữa. Thì cái chiều sâu nó đảm bảo được hợp lý á, thì cá nó sẽ nhanh lớn hơn và môi trường cá sống cá nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái yếu tố là đông ấm hạ mát nhà cá. Thì anh em lưu ý vấn đề chiều sâu cho hồ nha. Tiếp theo và có vấn đề xây dựng ở đây là cái gì, là vấn đề chỗ là rốn hồ. Bên trong lòng hồ khi mà anh em thi công á, thì anh em tới khâu cuối cùng thì anh em hãy, sau khi chống thấm xong xuôi thì anh em hãy đổ đáy và phả phẳng. Thì ở trong rốn hồ á, thì anh em hãy cố gắng là làm cho nó dốc vào phía bên trung tâm hồ đó. Thì như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề là gì, đảm bảo được tất cả những cái phân á, cặn á, mà thức ăn dư thừa của cá á, nó sẽ lắng xuống khu vực trung tâm ngay chỗ rốn hồ, nó sẽ hút được dễ dàng hơn cho các anh em, và cái quá trình vận hành của hồ nó cũng sẽ ổn hơn nha các anh em. Tiếp theo yếu tố xây dựng ở đây nữa mình muốn đề cập là cái vấn đề thi công bên trong lòng hồ, là nên lót gạch men hay là quét đen. Thì theo bản thân mình á, mình có đi cải tạo cho một số hồ của một số anh khách. Thì có một hai anh á, là anh nuôi cá, là cái hồ anh lúc mà đầu anh xây á, là anh sẽ ốp gạch men bên trong lòng hồ đó, hoặc là các đá kiểu đá mozaic á, ốp hồ bơi các anh em. Thì các ảnh ốp vào bên trong lòng hồ, thì sau một thời gian qua năm dài tháng rộng đó, thì khi mà cá nó sinh sống trong môi trường như vậy đó, thì nó ra phân và các yếu tố xung quanh và cái môi trường vi sinh của cá, thì cái lớp men của cái loại các loại gạch men ốp trong hồ á, thì nó ra, nó tiết ra, làm ảnh hưởng tới làm cho các cá của ảnh bị bệnh, các bệnh về nấm mang rồi bẫy cá bẫy nền các kiểu. Thì ảnh phải tiến hành là gọi bên mình tới là phải bóc ra hết cái lớp đá luôn và tiến hành là cải tạo lại hồ cho ảnh, móc hết cái lớp đá ra. Xong xuôi đó là mới tiến hành là chống thấm tô lại các kiểu rồi xong quét đen lại đó. Thì cái câu chuyện ở đây mình muốn nói là gì, các anh em á, mà khi thi công á cái hồ cá koi cho mình á, thì anh em hãy lưu ý trong trường hợp này á, là anh em chỉ cần đơn giản là sau khi mà tô cái lớp xi măng á, thì anh em nên tiếp tục là chỉ cần mua cái dòng flin coat về, anh em quét chống thấm tầm khoảng 3 lớp 4 lớp là cái hồ anh em sẽ đen vẻ đẹp hơn. Và nó cũng đảm bảo được quá trình là khi mà cá nó sinh trưởng á, trong môi trường màu đen á, làm cho cái màu cá nó cũng đẹp hơn. Và cái yếu tố màu đen á, nó cũng sẽ khi mà anh em nhìn trên cao nhìn xuống thì cái vân cá nó sẽ nhìn rất là đẹp anh em ạ, rất là bắt mắt. Nên anh em là hãy lưu ý về vấn đề là lòng hồ này nha. Yếu tố tiếp theo là mình nói về yếu tố kết cấu của hồ cá koi. Thì khi mà anh em thi công á, ở những vùng mà đất bị sụt lún á, thì anh em hãy nên nhớ là hãy làm tạo cho cái mảng dưới lớp bê ta, lớp nền của hồ cá koi thật là vững chãi. Anh em có thể là tiến hành là lót mà đổ lớp bê ta, đi lên đó là một lớp bạc, rồi xong anh em hãy thi công dàn sắt và đi ống lên đó. Khi mà đổ bê tông thì nó có vấn đề mà về sau á, nó có sụp lún á, thì nó sẽ đi xuống cả một cái hồ, một cụm đi xuống luôn, chứ nó không tính tình trạng là bị gãy giữa trọng tâm của hồ hoặc là gãy một bên của hồ, thì nó sẽ gây ra tình trạng nứt, gãy đáy và thành của hồ. Thì anh em hãy lưu ý về cái vấn đề thi công này nha, đặc biệt là đối với những cái khu vực á, mà ở những khu mà có đất mộ, đất bồi hay đất mượn á, thì anh em phải cực kỳ lưu ý về vấn đề này khi mà thi công cái hồ cá koi. Tiếp theo thì mình nói ở
thi công vào cái hồ cá coi của anh em á, thì anh em phải đặc biệt và hết sức là chú ý tới cái câu chuyện là chống thấm vào hồ cá coi. Tại vì đã gọi là hồ rồi thì nó chứa nước 24/54 ngày qua ngày, thành ra là anh em phải đặc biệt chống thấm thật sự tốt cho cái hồ cá coi bằng các phương án chống thấm chuyên nghiệp nhất. Thì quá trình chống thấm thì mỗi đơn vị thì sẽ có một cách chống thấm khác nhau, thì anh em cần phải làm rõ cái vấn đề chống thấm này đối với những cái đội mà thầu thi công xây dựng hồ của anh em. Còn nếu mà anh em thi công tại nhà anh em tự thi công á, thì mình có thể tư vấn cho anh em là bằng cách là sau khi xây tường gạch thể lên xong xuôi hoặc là đổ bê tông tường, thì anh em có thể là tiến hành là pha Sikalatex, anh em tô lên và tô hoàn thiện bằng những lớp xi măng bên ngoài, sau đó anh em quét thêm clean coat tầm khoảng 3-4 lớp nữa thì sẽ đảm bảo được kết cấu của hồ nó vững chãi, cộng thêm là cái yếu tố là thấm nó sẽ được cải thiện hơn nhiều anh em nhé. Tiếp theo ở đây mình nói tới vấn đề là đi ống lọc, thì kích thước của ống lọc nó quyết định rất nhiều tới cái yếu tố mà cái sự vận hành của nước trong hồ cá coi. Tránh tình trạng là những cái hồ quá to mà cái hệ thống hút mặn hút đáy của anh em nó không đáp ứng được cái nhu cầu hút mặn vận hành nước trong hồ của anh em. Thứ hai là gì? Thứ hai anh em thường gặp phải là ở đây á, là anh em đi luôn hút đáy và hút mặn nó chung vô một con đường ống, hoặc ba cái hút đáy nhưng mà đi chung vô trong một cái len ống về căng lọc, thì như vậy là hiệu suất hút á, thì nó rất là bị giảm như các anh em. Thành năm ra ở đây là anh em là đi ví dụ như là một hút đáy từ bên hồ chính thì nó sẽ phải rút thẳng trực tiếp về bên hồ lọc luôn, và cứ mỗi con như thế, mỗi con ống như thế thì đi thẳng về ngăn lọc luôn cho một sự riêng biệt để cái sự vận hành nước được thông suốt, tránh tình trạng là nhập nghề nhiều ống lại thành một đường rồi đi thẳng vào ngăn lọc thì hiệu suất là cực kỳ là yếu như các anh em. Thành anh em phải lưu ý về vấn đề này. Ngoài ra và cũng là yếu tố ngược lại ở đây này, ví dụ như cái hồ cá coi mà anh em nhỏ mà anh em đi ống quá to đó, ví dụ như hồ ở đây anh em có hồ có 2 khối á, mà anh em đi ống đáy tới gần 114 thì nó quá to này chẳng hạn đi, thì khi con máy bơm anh em vận hành á mà nó không đủ hiệu suất bơm á, thì nó dẫn tới hiện tượng là gì? Hiện tượng là nước hút trong hồ rất là yếu đó, thì dẫn đến câu chuyện là nước hút rất yếu thì phân cặn cấu các kiểu trong hồ của anh em á thì hút nó cũng sẽ không được hiệu quả. Thành cái câu chuyện là phải cân đối được cái kích thước ống và cái thể tích của hồ là cực kỳ quan trọng với các anh em. Thì khi mà thi công á, thì anh em cần phải hỏi, nếu mà anh em tự thi công á, thì anh em hỏi những cái anh đã thi công chuyên nghiệp rồi nhờ tư vấn hộ, hoặc là có thể liên hệ với mình để mình tư vấn cho kích thước ống sao cho nó hiệu quả. Thì mỗi cái thể tích hồ thì nó sẽ có mỗi kích thước ống khác nhau anh em nha. Rồi, cái yếu tố tiếp theo nữa thì khi mà bố trí trong cái hệ thống ống mà đi lọc dòng cái coi á, thì anh em hãy nên bố trí thêm về cái hệ thống thổi luồng và thổi đáy cho hồ cá coi. Vậy cái hệ thống thổi luồng và thổi đáy của hồ cá coi nó có tác dụng gì trong vai trò của hồ cá coi mà cần phải thiết kế ở đây? Đó là gì? Đầu tiên là cái thổi luồng á, nó gần so với mặt nước của hồ coi để nó đẩy những cái cặn cấu mà phía mặt hồ phân bố luồng á, nó sẽ đẩy thẳng về bên góc của mặt để hút mặt, hút được những cái cặn, những cái lá cây rơi xuống nè, những cái bụi nè, hay là những cái thức ăn dư thừa của hồ cá coi sẽ đẩy về trên hút mặt sẽ hút về và tuần hoàn về hồ lọc để xử lý lọc cho các anh em. Đó là vai trò của cái thổi luồng. Đó. Còn tiếp theo về cái thổi đáy là gì? Thổi đáy á, là những cái mà thức ăn dư thừa của hồ cá coi á, những cái em coi mà ăn còn á lắng thẳng xuống, hoặc là cái phân cá coi nó thải ra, hoặc là những cái rác rưới mà nó lắng xuống á, bên dưới á, thì cái thổi đáy này sẽ thổi, nó thổi những cái lắng cạnh nó thổi thẳng về bên trung tâm là cái rốn, tức là cái đáy đó, cái hút đáy của hồ cá coi á, thì hút đáy này nó sẽ hút về, nó tuần hoàn ngược lại qua bên hồ lọc, và hồ lọc sẽ xử lý và trả nước về hồ chính, đảm bảo được một quá trình vận hành nước tốt cho hồ cá coi. Thành anh em hãy lưu tâm về vấn đề là thiết kế cái thổi luồng và thổi đáy sao cho nó hiệu quả trong hồ cá coi của anh em nhé.
tiếp theo mình nói ở đây là cái kích thước của bể lọc đó. Cái kích thước bể lọc á, thường á, là một kích thước tiêu chuẩn cho một bể lọc á, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30-35% so với tổng thể tích. Ví dụ như là hộ chính, cả chính, cả lọc của anh em là 10 khối chẳng hạn, thì mình tư vấn ở đây á, là anh em nên phân bổ, anh em ngăn cái hộ lọc ra sao cho cái thể tích nước riêng của phần hộ lọc nha các anh em, nó phải đảm bảo được là nó rơi vào tầm khoảng cỡ 3 khối tới 3 khối rưỡi, nó chứa nước đó anh em à. Cái thể tích nước nó chứa là rơi vào khoảng 3 khối tới 3 khối rưỡi để đảm bảo được cái quy trình và hoạt động nước và lắng cặn bẩn các kiểu cho cá coi sao cho nó hiệu quả nhất, mới lọc cho nó hiệu suất cao cho các anh em. Tiếp theo là cái câu chuyện là về máy bơm. Thì cái máy bơm ở đây á, là đóng vai trò á, là nó sẽ tuần hoàn nước, nó nhả nước về hồ chính, giúp cho quá trình vận hành lọc á, nó được tối ưu. Thì cái con bơm của anh em á, nó phải đảm bảo được cái thể tích bơm của nó, công suất bơm của nó phải đảm bảo được là cái lưu lượng vận hành nước trong hồ coi được luân chuyển hợp lý. Cái công suất của máy bơm á, thì được tính như sau: cứ sau mỗi giờ mà vận hành bơm á, thì cái khối lượng của nước bơm vận hành á, nó sẽ gấp 3 lần so với cái thể tích nước trong hồ của anh em. Ví dụ như hồ anh em 10 khối chẳng hạn, thì con bơm của anh em nên lựa chọn tổng thể tích bơm anh em có thể lựa chọn nhiều con máy bơm, ví dụ như một con 15.000 hay là một con 15.000 nữa hai con, thì mỗi con 15.000 thì hai con tầm khoảng 30.000, thì đảm bảo được cái hiệu suất lọc cho hồ cá anh em nhé. Cái yếu tố tiếp theo hôm nay mình muốn đề cập tới là cái vấn đề về thác nước cho hồ cá coi đó. Cái thác nước á, thì đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện là tuần hoàn nước cũng như là trang trí cảnh quan cho hồ cá coi. Nhưng mà đồng thời á, khi mà cái nước anh em vận hành á, thì anh em hãy lưu ý vị trí đặt thác nước. Thứ nhất là vấn đề phong thủy thì mình sẽ không bàn ở đây đâu. Vấn đề tiếp theo mình bàn ở đây là gì? Cái chiều cao của thác. Khi mà ở trong nhà á, thì anh em nên lựa chọn những cái phương án là thác nó thấp thôi, nó thấp so với mặt nước của hồ cá coi thôi, để đảm bảo vấn đề là khi nó vận hành nó không tạo ra quá nhiều tiếng ồn, nó phá mất đi cái không gian yên tĩnh của anh em khi mà anh em nghỉ ngơi đó. Nó rất là cực kỳ quan trọng nha anh em. Ngày qua ngày mà cứ nghe cái thác nó cái sổ ầm ầm xuống là mình nghỉ ngơi không được, là khi đó mà mình làm một hồ coi mà kiểu cảm giác ngủ mà phải chịu đựng thì rất là không hay nha các anh em. Thì anh em phải cân nhắc vấn đề về thác nước và độ cao của thác nước và cái tiếng ồn của nó gây ra. Đối với những khoảng sân vườn rộng thì có thể mình thiết kế những cái thác nước nó thoải mái và nó to hơn, và thác nước nó có thể vận hành, nó âm thanh nó tạo ra có thể là to hơn tùy vào khoảng sân vườn anh em. Còn nếu những khoảng sân vườn nó nhỏ hay là những cái hồ cá coi trong nhà thì mình hạn chế cái chiều cao của thác xuống. Thứ hai là anh em có thể cân bằng bằng cách là tạo cái dòng bơm cho nó nhẹ nhàng, cho nó chảy nước kiểu róc rách nhẹ thôi, để tạo ra cái sự yên tĩnh cho ngôi nhà anh em, nó mang đến cảm giác là hài hòa với thiên nhiên. Cái vấn đề tiếp theo ở đây mình muốn đề cập tiếp nữa là vấn đề là nuôi bao nhiêu em coi cho một hồ đó. Đây là mỗi câu chuyện mà thường được anh em mà khi muốn đặt vấn đề là khi mà nuôi coi, anh em thường hỏi mình. Theo kinh nghiệm của mình á, thì như thế này nha các anh em, mình sẽ lấy ví dụ ở một cái hồ có thể tích tầm con 10 khối đi chẳng hạn, thì với cái coi á, thì nó sẽ có lớn nhỏ khác nhau, có nhiều rất nhiều size anh em ạ. Đó, thì khi mà anh em nuôi coi á, thì anh em nên chú ý tới cái mức kích cỡ là size của cá nha anh em. Thường mà nếu anh em nuôi coi thì đôi khi có các anh em khác thì lại chú tâm nhiều quá tới vấn đề là ký và trọng lượng tìm coi. Nhưng khi mà nuôi coi á, anh em hãy chú tâm tới cái câu chuyện là size, kích thước, chiều dài của em coi. Đó, thì ở đây với thể tích hồ 10 khối á, thì các anh em nên lựa chọn các em coi có các size cùng với cái số lượng như sau. Ví dụ như với các em coi á, mà size tầm khoảng 15cm đi đó, thì anh em có thể nuôi được tầm khoảng 20 em coi cho một cái hồ 10 khối này đó. Như các anh em lưu ý nha. Còn nếu mà các em coi mà size mini đi, tầm dưới khoảng 10cm hoặc là nhỏ hơn, thì anh em có thể tăng số lượng nhiều hơn một tí,
là anh em có thể nuôi tầm khoảng 30 tới 35 em trong một cái hộ coi 10 khối nha các anh em. Còn nếu mà ngược lại, còn nếu mà những em coi mà size 40 tới 45 cm đây chẳng hạn đi, thì anh em nuôi chỉ tầm là mình khuyên á, thì anh em đừng nuôi bằng mật độ dày quá, mà anh em nuôi tầm khoảng chừng 6 tới 8 em là được rồi. Đó, còn nếu mà có nhiều hơn là được tặng thì nuôi tối đa tầm khoảng 10 em nhưng thôi nha các anh em. Tại vì nuôi nhiều quá là sao? Anh em khi mà anh em nuôi nhiều quá thì em coi trong quá trình phát triển á, thì sau quá trình nuôi á, thì các em coi sẽ lớn lên. Đó, đầu tiên là sẽ 10 cm, lớn là 15 cm, rồi 30 cm, rồi thậm chí là lên tới 60 hoặc 80 cm. Đó, thành ra câu chuyện ở đây á, là anh em phải cân đối được cái kích thước của các em coi để lựa chọn ra số lượng phù hợp cho một cái thể tích hồ phù hợp của nhà anh em. Anh em nhé, các con số vừa rồi mình có liệt kê ra là một phần để anh em tham khảo để cho ra cái số lượng phù hợp với cái hồ cá coi nhà anh em nha. Còn nếu anh em mà nuôi dày quá thì nó dẫn tới tình trạng là cái lượng mình cung cấp oxy cho cá nó sẽ bị giảm lại bớt, nó không đủ. Thứ hai á, ở đây á là nó khiến cá nó sẽ kiểu bị chật chội á, nó sẽ dễ bị sinh bệnh và nó dễ bị chậm phát triển như các anh em. Theo một câu chuyện ở đây, đối với những anh em mà chơi koi á, thì anh em hỏi mình là có nên nuôi cá koi với một số loại cá cảnh khác hay không. Thì theo mình, một môi trường nước mà lọc hay lọc tốt á, thì anh em muốn nuôi koi với một loại số cá cảnh khác thì vẫn ok, nhưng mà nó ảnh hưởng cái mắt thẩm mỹ và mỹ quan của cái hồ cá koi các anh em. Trong khi một em koi quá to, ví dụ anh em thả xuống cá vàng chẳng hạn đi, thì nhìn nó hai kích thước nó chổi nhau, nhìn nó sẽ không đẹp. Và thứ hai á, là nhiều loại quá nhìn cho cái hồ mình cảm giác là nó bị tạp nhạp, nó không có một sự chọn lọc trong cái hồ cá của anh em. Còn ví dụ như anh em chỉ nuôi cá Việt thả cho vui trong các hồ nhỏ thả cho vui thì anh em có thể thoải mái. Còn nếu anh em mà nuôi chuyên nghiệp mà để chơi gọi là thích thú với những các em coi á, thì mình khuyên là anh em nên chơi một dòng thôi. Rồi, vừa rồi là ở trên đây thì mình có nêu ra những cái yếu tố xoay quanh cái câu chuyện là thiết kế thi công xây dựng của hồ cá koi. Mình vẫn chưa liệt kê tới những cái vấn đề khác về các loại như bệnh hồ cá koi, hay là vấn đề xử lý vi sinh, hay là chuyên sâu về các hệ lọc chẳng hạn, thì mình sẽ dành cho các video sau đó. Tại video này cũng dài rồi thì mình sẽ liệt kê những yếu tố xây dựng trước, thì anh em có thể xem qua video này để tham khảo thêm cái nguồn thông tin này, để về sau á là muốn thiết kế hồ cá koi của anh em á thì có thể lấy thông tin này tham khảo thêm. Còn anh em thấy cái video này của mình mà cảm giác thấy nó hay và hữu ích á, thì anh em cho mình share một like nha, để động viên thêm tinh thần của mình, để mình có thêm động lực mình làm thêm nhiều video mới chia sẻ các vấn đề xoay quanh hồ cá koi và sống vườn thêm cho các anh em nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình, hãy nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.